Văn: Nhược hữu bán thử chú giả, tức vi bán bỉ cửu thập cửu, ức hằng hà sa chư Phật. Nhược ư thử đà la ni sanh nghi bất tín giả, đương tri kỳ nhân vĩnh thất đại lợi, bách thiên vạn kiếp, thường luân ác thú, vô hữu xuất kỳ, thường bất kiến Phật, bất văn pháp, bất độ tăng. Việc dịch: Nếu kẻ nào hủy bán thần chú này, tức là hủy bán 99 ức hằng hà sa chư Phật kia, nếu người nào đối với Đà La Ni này sanh nghi không tin, nên biết kẻ ấy sẽ vĩnh viễn mất sự lợi ích lớn, trong ngàn muôn kiếp không bao giờ nghe thấy Phật, Pháp, Tăng, thường chìm trong tam đồ ác đạo, không biết bao giờ mới được ra khỏi, thường không thấy Phật, không được nghe Pháp, không gặp Tăng. Lược giảng: Nếu kẻ nào hủy bán thần chú này, giả sử có người phỉ bán chú Đại Bi, nói đây là mê tín, chú này không phải do Đức Phật thuyết, chú này do người Trung Quốc nghĩ ra, hoặc đại loại như thế, tức là hủy bán 99 ức hằng hà sa chư Phật, tức là người đó đang hủy bán số Đức Phật quá khứ bằng số cát trong 99 con sông Hằng đã tuyên thuyết thần chú này. Nếu người nào đối với Đà La Ni này sanh nghi không tin, nếu người nào nơi chú Đại Bi này mà khởi ra tâm nghi ngờ hoặc không tin, nên biết kẻ ấy sẽ vĩnh viễn mất sự lợi ích lớn. Những người đối với chú mà có lòng nghi ngờ thì quý vị nên biết những người đó vĩnh viễn bị mất đi lợi ích to lớn mà họ đáng được thọ nhận. Lợi ích to lớn là gì? Nếu gặp được chú Đại Bi mà tu hành thì có thể thoát khỏi sinh tử, thành Phật, chứng được địa vị bất thối chuyển. Nếu không tin pháp môn này thì tự làm mất hạt giống Đại Bi, chìm đắm trong dòng sinh tử, vĩnh viễn mất đi lợi ích lớn. Trăm ngàn muôn kiếp, tức là có thể là 100 kiếp, 1000 kiếp, thậm chí là vạn kiếp, thường chìm trong tam đồ ác đạo, thường luân hồi trong cõi ác. Cõi ác là ba cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, cộng với Atula thì là bốn cõi ác. Không biết bao giờ mới được ra khỏi, sẽ không bao giờ ra khỏi, sẽ không bao giờ ra khỏi địa ngục, ác quỷ súc sanh và các cõi ác giới của Atula. Thường không thấy Phật, hạng người này đời đời kiếp kiếp không thấy Phật, chẳng những không thấy Phật mà lại không được nghe Pháp, cũng không được nghe kinh Pháp. Quý vị giờ đây được nghe kinh giảng Pháp, đây có thể nói là việc đầu tiên chưa từng có ở Mỹ. Quý vị có thể nghe Pháp mỗi ngày, đó là một việc hy hữu. Quý vị thử nghĩ xem, thế hệ trước các vị, ai có thể ngày ngày được nghe Pháp? Đây gọi là không thấy Phật, không nghe Pháp, cũng không được gặp người xuất gia. Bởi vì nơi này, ngày xưa hiếm thấy người xuất gia, đó là không gặp Tăng. Nhưng nay không những được gặp Phật, mà còn được nghe Pháp, được gặp các Tăng. Sắp tới đây, thêm 5 vị Tăng Ni chính thức sẽ xuất gia tại Hoa Kỳ. Đây thực sự là căn lành của người Hoa Kỳ đã chín mùi. Căn lành đã chín mùi nên tam bảo xuất hiện. Hán Văn: Nhất thiết chúng hội Bồ Tát Ma Ha Tát, Kim Cang Mật Tích, Phạm Thích Tứ Vương, Thiên Long Quỷ Thần, Văn Phật Như Lai, Tán Thán Thử Đà La Ni, Giai Tất Hoan Hỷ, Phụng Giáo Tu Hành. Việc dịch: Khi ấy, tất cả chúng hội Bồ Tát Ma Ha Tát, Kim Cang Mật Tích, Phạm Vương Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, Thiên Long Quỷ Thần, nghe Đức Như Lai khen ngợi môn Đà La Ni này xong, thảy đều vui mừng, y lời dạy mà tu hành. Lược giảng: Khi ấy, tất cả đại chúng trong hội Bồ Tát Ma Ha Tát, các vị Bồ Tát và Đại Bồ Tát, Kim Cang Mật Tích, Hộ Pháp Kim Cang, Bồ Tát Kim Cang Tạng, Phạm Vương, Đại Phạm Thiên Vương, Đế Thích, Vua Cõi Trời Đao Lợi Thích Đề Hoàng Nhân, cũng chính là Nhân Đà La, Tứ Đại Thiên Vương, tức là bốn vị thiên vương của cõi trời Tứ Thiên Vương, và tất cả trời, rồng, quỷ thần, nghe Đức Như Lai khen ngợi môn Đà La Ni này xong,
nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tán thán đại bi Tâm Đà La Ni chương cứu thần diệu này, thảy đều vui mừng, đều hoan hỷ vui mừng, y lời dạy mà tu hành, thực hành theo chú đại bi Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn, Nhật Quang Bồ Tát Đà La Ni và Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni Sô.